Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai em giới thiệu với mình. Em tên là Phan Văn Hiền. Hiện là dựng công viên boxing thành phố. Trời ơi, sao người nhỏ xíu mà sao dựng công viên boxing hay thiệt. Còn đây, em tên là Phan Hồng Đào, hiện em đang là nội trợ ở nhà thôi. Em 26. Rồi, bây giờ kể cho anh và chị Vân cũng như mọi khán giả ở đây biết là hai em gặp nhau trong trường hợp nào. Vào năm em học lớp 12 thì em với cô bạn đi xem phim. Thì buồn quá thì nên điện thoại rủ một anh bạn tới nữa. Thì anh này nói với em là mày đợi tao chút đi, tao phải kiếm chỗ đậu xe. Tại tao kéo anh bạn tao theo là có đi xe hơi lận. Đó là cái người bạn con trai đó đó. Dạ đúng rồi, con trai dắt anh này theo. Và em nhìn anh này em có ấn tượng gì vậy anh? Dạ, cười bắp đúng không? Dạ dạ không, em nhìn anh này em thấy không thích tại vì anh rất là lúa. Ủa lúc đó em mặc cái gì mà lúa vậy? Lúc đó thì áo thun quần jean bình thường. Dạ. Mang dép Lào. Dạ mang dép Lào. Không phải cái gì nó mới gọi là bị lúa đúng không? Tại vì lâu quá ảnh quên á, chứ thiệt ra lúc đó anh bật tại ổng. Hay chưa? Rồi dạ, nhưng thì... mà em thì em gặp cô này thì em ấn tượng gì không? Tới gặp chiếu phim gặp hai người là vợ em với một người nữa ốm hơn, nhưng mà khi về em lại cũng nhờ bạn xin số điện thoại giùm, xin số vợ em không xin số người kia. Cái thằng bạn em lại hỏi là tại sao nhỏ kia xinh hơn không xinh, xin lại xin số nhỏ này có bị lộn không? Dạ em nói là không, đúng rồi đó. Lý do gì mà em gặp bạn này em lại thích bạn này hơn? Dạ tại bạn này mức lại dễ giao tiếp, nói chuyện nhiều, em thì ít nói cho nên nhắn tin qua lại. Dạ. Chưa. Cho nên là cái hình thức nó không quan trọng, dạ. Cái chính là cái sự duyên dáng. Nhưng còn bạn này thì sao? Bạn này gặp bạn này thì có... Dạ không thích. Không thích ngay từ lần đầu trong khi bạn này lại thích em. Dạ đúng rồi, em không thích. Nhưng mà cái lúc đó là Hiền có tiết lộ cho cô này biết là em là dẫn viên boxing không? Dạ chưa. Dạ. Lúc mà quen từng một tháng thì mới nói biết. Là dạ. Nhưng mà cái câu chuyện của các bạn lần đầu tiên gặp nhau là nó xảy ra cách đây bao lâu rồi? 7 năm trước. Chà, như vậy là câu chuyện về cái tình yêu của các bạn á, nó chắc chắn là sẽ ly kỳ lắm đây, đúng không? Đó em cũng là còn học lớp 11, thời gian đi tập lại đi học á. Cho nên rồi chia tay với vợ. Em đòi chia tay vợ. Mà chỉ vì một lý do là kẹt học với kẹt tập. Lại sợ không lo được cho vợ cho nên đòi chia tay. Em có đồng ý không? Dạ không, không đồng ý chia tay với ảnh. Em muốn quay lại với ảnh để em là người chủ động chia tay với ảnh. Còn bạn này thì sao? Em dễ tin người lắm, ai nói vậy là em nghe hết rồi. Rồi thì sao? Em cũng quay lại và cố gắng học hành. Thì giờ em đã tốt nghiệp đại học. Dạ giờ cũng nghỉ đánh bốc rồi, phụ trợ thầy dạy lại với mấy đứa trẻ. Rồi cô ấy có trả thù em không? Dạ không, tới giờ luôn không có trả thù. Quên luôn. Rồi sau khi cưới về, dạ. Em là vận động viên boxing. Dạ đúng rồi. Chứ có bao giờ bị dính đòn bởi vợ em không? Dạ em là vận động viên boxing mà không thấy ăn thua gì, còn sợ vợ hơn, bị đánh vợ ăn hiếp hoài. Từ trước giờ có đánh vợ? Dạ không, còn nhịn nhục không ạ. Thiệt không em? Dạ đánh thiệt. Lâu lâu ngủ mớ tưởng em là cái bao cát phải không? Dạ tại vì ảnh tập nhiều năm như vậy thì tự động khi mà ảnh đã ngủ say giấc thì cái cơ ảnh giật. Cũng có nhiều lần bị đánh rồi xong bị chèn cổ rồi khó thở này nọ. Chúng em đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đang ngủ say là cứ bị, mà chỉ có bị trong tiềm thức. Hỏi thiệt nha. Dạ. Tại vì nó là do bị cơ thiệt không hay là do cố trả thù? Dạ cơ thiệt á. Dạ. Thiệt không? Ban ngày bị nhịn nhục quá cho nên là nhân cơ hội cái đêm á. Dạ, làm bộ mớ. Em biết không? Anh coi trên Facebook nó có mấy clip á, giống như là ông chồng á, nhiều khi đang ngủ ngon nó thấy bà vợ đứng dậy tao bóp, sao bà vợ đứng dậy không, nằm xuống nằm ngay. Thì em này có phải vậy không? Em không bao giờ. Thiệt không? Dạ thiệt. Dạ em không bao giờ để ý vợ làm gì hết à. Vậy chứ dạ. Sao em nói là em nhịn nhục? Nhịn nhục làm sao đâu? Dạ thì mỗi lần mà gây lộn thì vợ nói mà em không bao giờ nói. Im lặng. Trời ơi. Dạ. Thường thì vợ chồng gây lộn là em là người bắt đầu, em cũng là người kết thúc, em cũng là người làm quà. Dễ thương luôn. Dạ. Tại vì đúng như Hiền nó nói, nó nhịn dạ. Nhục, nó im lặng mà nó cam chịu mà. Dạ. Có lần nào em đánh chồng em chưa? Dạ có. Có hả? Có. Đánh mà cắn đầu hương. Vậy hả? Dạ. Kể đi, tại sao lại bị vậy? Dạ mỗi lần vợ xỉn về là kiếm chuyện. Cắn đầu hương. Ủa mà hai đứa nào nhậu hơn? Dạ vợ em. Dạ em thì không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không chơi bời, chỉ có tập xong về nhà thôi. Còn vợ thì sở thích là du lịch,
Cái thứ hai là mới nhậu. Dữ lắm mà. Vậy là quýnh, lý do gì quýnh người ta? Dạ tại ảnh thì bình thường ở dơ lắm. Lúc mà quen thì cứ tưởng ảnh sạch sẽ. Còn mà lấy ảnh về rồi là quần áo ảnh theo một cái vòng tuần hoàn, là cứ một bộ xong rồi treo lên lấy bộ khác bận. Bận xong rồi hết bộ đồ xong chay quay trở lại bộ đồ cũ bận tiếp. Không thấy giặt. Tiết kiệm. Không tiết kiệm sao bóng. Dạ không tiết kiệm. Đồ đó mới chưa ra mồ hôi mà cứ giặt đi cứ tốn xà bông. Không đúng không tiết kiệm cứ mà. Cứ đi siêu thị mua cái chai xịt gì đó về xịt xong bận đồ xong cái xịt. Xịt xong quay lại bộ đồ đó. Nè em thấy không còn thơm nè. Còn rất là thơm nè. Ê hèn. Không lẽ cái chuyện mà em ở dơ mà bị vợ đánh? Dạ không phải đánh. Vì vợ đánh em cái trận mà em nhớ hoài đó là lý do gì mà bà đánh em? Dạ tại dơ nhút nhát nữa. Vợ lấy cớ như vậy để mà đánh em á hả? Dạ em cũng cam chịu, cũng chịu cho trắng không làm gì làm. Rồi cái trận đánh đó nó phi lý nhất là gần đây nhất là chuyện gì? Lúc sinh nhật em thì cũng tổ chức sinh nhật, hai bạn cũng đem bánh kem trái cây ốc đem về tổ chức sinh nhật cho Bình. Mai nhà hai đứa uống bia nhậu sai mình mua đá mua bia về hai giờ sinh nhật của mình mà giống như hai sinh nhật của hai đứa sai rồi hai bả nhậu á. Dạ hai bả nhậu giống như là thà mình giống như là ô xin vậy. Rồi sao em? Dạ thì sao xong xỉn không? Dạ xỉn thì cũng xỉn xong rồi kêu cổng lên lầu. Cổng mà có bị sốc không? Hơi cũng mà cũng chán chịu. Ở em còn có tật gì nữa không? Dạ tối ngủ hay ngái, với lại tối không cho ngủ bắt nói chuyện tới khuya, không thì mua cờ tỷ phú bắt đánh không cho ngủ. Còn gì nữa không? Tối ngủ thì mở quạt thì không cho đắp mền, đắp mền thì tắt quạt. Cái đó là tiết kiệm điện. Nghĩa là nếu mà mở quạt thì không cho đắp mền, mà dạ, đắp rồi. Mền á thì không cho mở quạt. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn cái tật gì nữa không? Hay kêu vợ nách lên để nhìn. Nhìn rồi làm gì nữa không? Nhìn xong hồi lát rồi hung hửi vậy đó. Trời ơi, tôi tưởng là gì à? Tôi tưởng tượng là vợ nách lên mà lấy cái nhiếc mà nhổn mở ra nách lên hung rồi hửi. Không, chứng tỏ rằng là em bị thơm nách đúng không? Dạ em có hỏi là tại sao em thích nhìn nách anh nói vậy, tại nách anh ít thơm nên em thích nhìn hoài vậy. Không phải nách anh ít là sao? Là tại lông nách em ít ít. Trời ơi dễ thương quá. Là ghiền hả? Em thích hả? Dạ. Ồ vậy hả? Nhìn nó dễ thương lắm. Nhìn nó xinh xinh thì sao? Trời ơi cái nách nó nhìn. Rồi còn thích cái gì ở chồng nữa không? Dạ chị thích cái mỗi chỗ đó. Cái nách thôi. Nhìn cái đó thôi là vui hả? Dạ mỗi tối cứ nhìn chỗ đó thôi là ngủ ngon rồi. Ôi dễ thương quá à. Em nãy em có kể chi tiết là vợ em bắt em cõng thôi. Nhưng thằng nhỏ nhắn như thế này, ngoài thích cõng ra thì cô ấy còn thích gì nữa? Dạ thích chơi trò tuột nít á. Tại nhà có ghế salon á. Hay kêu mình em ngồi đây nè, ngồi lên tuột xuống, ngồi lên tuột xuống vậy đó. Em mà sao em tuột được hay vậy? Dạ tại thích vậy đó. Dễ thương. Dễ thương. Tại vì ảnh đỡ em được. À, dạ. Còn thích cái gì nữa không? Dạ đây lọc tài lắm. Sáng cho 50 ngàn xài. Tới giờ dạy xong rồi về, không được đi đâu hết. Trong khi vợ thì đi đâu cũng được hết. Độc tài lắm. Dạ. Độc tài. Dạ. Nhốt sáng, em trong nhà vậy đó hả? Dạ. Sáng cho 50. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em không mong muốn ảnh thay đổi điều gì hết. Tại vì để có cái để em càm ràm, em nói này nói nọ cho nó thêm vui. Dạ bớt ăn hàng lại. Ảnh hàng rong lắm hả? Dạ, ảnh ăn hàng rong mà tới nỗi mà em với ảnh mà vừa dắt xe ra cổng cái ảnh chỉ cần nhìn bà bán tàu hũ thôi. Là bà bán tàu hũ hỏi ăn mấy chén. miệng nói mà tay đã múc rồi. Bà bán chè cũng vậy nữa. Hôm nay ăn chè môn hay là chè đậu? Mà chỉ cần mà hỏi câu đó là biết là bạn hàng lâu năm đó. Dạ đúng rồi. Em có ăn xài lắc cóc lắc rồi. Dạ. Bánh tráng trộn, bánh tráng nướng này họ. Gu ảnh á anh, gu ảnh là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng rồi không thì xòi. Ái cha. Thấy được không? Đây là nhậu nè. Bên đây ăn hàng. Bên đây là boxing, bên đây nội trợ. Thấy không? Trái ngược á. Thế bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt độc tài với lại bớt đi nhậu. Nhậu về là hành xác kỹ. Hành xác là cắn nhéo. Dạ cắn nhéo làm đủ thứ. Bớt được không? Dạ được. Bớt bên này bớt ăn hàng được không? Dạ thì lâu lâu ngứa miệng ăn cho lại. Ngứa miệng. Có nghĩa là bây giờ thực ra cái vấn đề mà của tụi em bây giờ chỉ là vợ bớt đi nhậu thôi.
đúng không? Được không? Đúng không? Chồng ước vậy em thấy được không? Hứa với chồng đi cho chồng vui thôi. Nghiệp chồng ấy, cứ cho chồng ăn hàng đấy. Dạ, hôm nay em hứa với anh là sẽ hiền và bớt đi chơi với bạn bè nhậu nhẹt để không có làm anh buồn nữa. Chồng nói cái gì đi dạ, chứ. Nếu mà vợ được vậy thì anh cũng thương vợ nhiều và cố gắng làm thật nhiều tiền để có tiền cho vợ đi du lịch. Thôi, chúc hai em lúc nào cũng vui tươi như thế này và bao chóng có tình vui. Cảm ơn các em đã đến với chương trình nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng được sử dụng tại Les Sam Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Nếu như mà cặp vợ chồng nào mà bốc trúng vào cái voucher trị giá 6.600.000 thì khán giả của chúng ta vẫn còn có hai cơ hội nhận được hai voucher, mỗi voucher trị giá 2.000.000 đồng. Và món quà tiếp theo đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang hiệu B-Fake trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da phi thành phần chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2.000.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước vui nồi kèm thêm cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn có bao nhiêu bạn thân? Vợ của Hiền có bao nhiêu bạn thân? Mở ra. Một. Một. Wow. Để coi vợ của Nghĩa có bao nhiêu bạn thân. Xin mời. Một. Một luôn. Quá tuyệt vời. Mời Nghĩa và Hiền đánh tù xì. Rồi xin mời, chuẩn bị. Một, hai, ba. Rồi xong. Như vậy mời vợ chồng Nghĩa sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu này. Chọn đi. Chọn đi. Anh lấy màu đỏ luôn đi. Bên này màu gì? Dạ màu đỏ. Màu đỏ. Chị màu gì? Chị màu vàng. Màu vàng, tôi màu xanh. Rồi Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Xin mời quý vị đếm từ 1 tới 3 cho thật lớn nào. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị nào. Đếm. 1, 2, 3. Như vậy thì khán giả của chúng ta hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang B-Fake trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher đến từ Lexan Spa làm đẹp dung nhan của mình trị giá 6.600.000 đồng. Tuy nhiên để nhận được hai phần quà này, mời quý vị nghe câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi đó như sau. Người chồng ở cặp đôi thứ hai là vận động viên môn thể thao nào? A. Thể dục dụng cụ. B. Thể hình. Và C. Đấm bốc. Câu thứ hai. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Chúng ta hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son. Biết chưa? Bạn sẽ là người may mắn nhận được các phần quà đặc biệt đến từ chương trình. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Và chắc chắn là vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.